Theo các báo cáo y khoa tại Việt Nam, 50% nam giới khi bước qua tuổi 35 gặp phải các vấn đề về sức khỏe sinh lý. Với thế mạnh về nguồn dược liệu thiên nhiên, nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng đã được triển khai, cung cấp các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Mới đây, các nhà khoa học INBC thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công công nghệ chiết xuất tinh chất sâm câu Hà Giang để ứng dụng trong sản phẩm hỗ trợ sức khỏe nam khoa. Sâm câu hay còn gọi là tiên mao, ngải câu, được mệnh danh là vàng đen, một loại dược liệu quý tại vùng Tây Bắc. Hai cái chất chính đó là cucurin với lại safulin ở Viện Hóa học nghiên cứu ra và đã đánh giá nó như là Viagra của tự nhiên. Cái sản phẩm này ấy, thì theo như nghiên cứu, các nhà nghiên cứu nói là nó có cái tăng cái tác dụng lên 150% hay là 1,5 lần. So với các cái sản phẩm khác. Sản phẩm Kinh Vương này là thừa hưởng cái kết quả nghiên cứu của đề tài là ra được chiết sâm cao, được chiết xuất bằng công nghệ tiên tiến, đã loại bỏ được các độc tố cường dương, tăng cường sinh lực nam giới. Việc ứng dụng thành công kết quả đề tài khoa học chiết xuất tinh chất sâm cao vào sản phẩm sâm Kỳ Vương, đơn vị nghiên cứu là công ty dược Samfor, được nhận huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng trao tặng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.